Chào bạn, hôm nay channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Mocha, và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào ứng dụng. Trước tiên các bạn mở ứng dụng Mocha ra. Ở đây mình đang sử dụng Wi-Fi, vì vậy hệ thống sẽ không nhận diện được số điện thoại để tự tạo tài khoản và đăng nhập vào. Vậy các bạn sẽ cần nhập số điện thoại thủ công. Ở đây mình đã nhập số điện thoại trước rồi. Việt Nam vẫn là cộng 84, sau đó các bạn nhập số điện thoại vào, bấm tiếp ạ. Thì sau đó hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt về số điện thoại. Ở đây mình đã nhận được luôn, vừa gửi thành công đấy ạ. Và mã xác nhận là 812507. Các bạn nhập mã kích hoạt vào. Sau đó bấm đăng nhập. Các bạn chờ một chút, hệ thống xác nhận. Ở đây mình đã có từng sử dụng thành công. Vì vậy sẽ không cần nhập tên, giới tính và ngày tháng năm sinh nữa. Còn nếu các bạn sử dụng lần đầu tiên ấy, sẽ cần nhập thủ công mục này vào. Chọn này đại diện ở đây. Sau đó các bạn bấm xong. Như vậy là các bạn đã vào giao diện chính của ứng dụng. Ở đây được rồi, nghe nhạc đấy ạ. Rồi các bạn có thể bấm vào biểu tượng này nhập tên hoặc số để sử dụng chat Mocha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi các video tiếp theo về các cách sử dụng ứng dụng Mocha. Xin chào các bạn.